Xin chào tất cả các bạn. Năng lượng, thành phần tối quan trọng của vũ trụ. Mặc dù cho bạn có nhìn thấy hay không nhìn thấy, thì năng lượng vẫn đang chi phối mọi vận động của vũ trụ. Đối với cuộc sống thường ngày, dù bạn làm bất cứ việc gì, bạn cũng cần đến năng lượng. Thậm chí khi không làm gì cả, bạn cũng cần đến năng lượng. Xét trên quy mô toàn trái đất, thì mọi nguồn năng lượng dường như đều đến từ mặt trời. Có một số ít xuất phát từ lòng đất, nhưng về cơ bản, gốc rễ của chúng đều là hệ quả do lực hấp dẫn tạo thành. Vậy, suy cho cùng, năng lượng từ đâu mà có? Trong vật lý có một định luật mà ai cũng từng được học qua. Năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên bị phá hủy. Nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, hoặc từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Đây là một định luật luôn luôn đúng, và sẽ chẳng có gì phải nói đến nếu như chúng ta không đặt nó trong bối cảnh vũ trụ khai sinh. Trong mô hình chuẩn về vũ trụ học, Big Bang được cho là sự kiện đã khai sinh ra vũ trụ. Đồng thời, năng lượng từ vụ nổ Big Bang cũng tương đương với tổng năng lượng vũ trụ hiện tại, bao gồm cả năng lượng thuần túy và năng lượng tối. Dĩ nhiên, cho đến hiện tại, tổng năng lượng của vũ trụ vẫn còn nguyên đó, nó không hề bị suy yếu hay biến mất. Vậy, năng lượng của vụ nổ Big Bang từ đâu mà có, nếu như bản chất của năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi? Liệu đã có thứ gì truyền năng lượng cho Big Bang xảy ra hay không? Đây chắc chắn là một câu hỏi hóc búa, nếu như chúng ta chỉ giải thích dựa theo các định luật vật lý cổ điển thông thường. Có một điều mà chúng ta cần khẳng định rằng, tổng năng lượng của vũ trụ luôn không đổi khi bản thân của vũ trụ là một hệ cô lập. Vì chỉ trong một hệ cô lập, các nguyên lý của nhiệt động lực học mới hoạt động chính xác. Có một vài ý kiến cho rằng, những tuyên bố về bảo toàn năng lượng không thể áp dụng cho sự sáng tạo của vũ trụ, bởi vì các định luật vật lý chỉ hoạt động trong phạm vi vũ trụ. Thời khắc vũ trụ khai sinh cũng là lúc các quy luật bắt đầu hình thành. Điều này ngụ ý rằng, mọi quy luật đều không thể tồn tại nếu không có một vũ trụ để áp dụng vào. Đây là một câu trả lời nghe cũng có vẻ rất hợp lý và triết học. Tuy nhiên, rõ ràng vấn đề vẫn còn đó, vì chúng ta chưa biết Big Bang lấy năng lượng từ đâu. Nhiều nhà vũ trụ học cho rằng, nguồn gốc của năng lượng đến từ chân không lượng tử, tức là năng lượng hoàn toàn đến từ hư vô. Trong một chân không, các dao động lượng tử có thể xảy ra tự phát, tự sinh ra năng lượng, nhưng rồi sau đó cũng tự triệt tiêu năng lượng. Điều này có nghĩa, Big Bang cũng có thể là một dao động như vậy. Chỉ có điều, đến một lúc nào đó, tổng năng lượng trong vũ trụ hiện tại sẽ bị triệt tiêu, dẫn đến sự biến mất của tất cả mọi thứ. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trong video Một vũ trụ từ hư vô mà mình đã đăng tải cách đây khá lâu. Rõ ràng là để tìm kiếm một câu trả lời đơn giản cho một câu hỏi phức tạp là điều không thể nào. Cho dù có lôi cả cơ học lượng tử vào, thì vấn đề vẫn còn đó. Nếu Big Bang thực sự là một hệ quả của chân không lượng tử, thì tại sao tổng năng lượng của vũ trụ hiện tại chưa biến mất? Thậm chí, nó vẫn tồn tại đến gần 14 tỷ năm, và không có biểu hiện gì là nó sẽ sớm lụi tàn trong nay mai. Suy cho cùng, câu hỏi tổng năng lượng của vũ trụ từ đâu mà có, cũng giống như câu hỏi, thứ gì đã gây ra vụ nổ Big Bang? Nó thực sự khó giải thích, và trong các câu trả lời, luôn có khuyết điểm tồn tại. Riêng đối với Stephen Hawking, thì điều này có vẻ không đáng quan ngại, vì ông đã gộp tất cả mọi thứ vào trong khái niệm vũ trụ. Nếu xét trên mọi khía cạnh của khoa học, thì đây có vẻ là một câu trả lời hơi gian lận, nhưng nó vẫn rất thuyết phục. Theo đó, Stephen Hawking cho rằng,
Mọi khái niệm, kể cả thời gian, đều không có giá trị trước khi vũ trụ ra đời. Nếu như thời gian thực sự có bước khởi đầu từ không, thì trước số không đó, mọi khái niệm, định luật, nguyên nhân hay kết quả đều không tồn tại. Bạn biết đấy, nếu như bạn đang nói chuyện về vũ trụ, thì bạn phải nói từ Big Bang trở về đây. Khoảng thời gian trước đó, thậm chí vũ trụ còn không tồn tại. Vậy thì chúng ta có thể bàn luận điều gì về nó? Hãy suy nghĩ thật kỹ câu trả lời này, bởi vì nó không chỉ đơn thuần là sự phủ nhận về các khái niệm trước khi vũ trụ ra đời. Bản thân Big Bang không order một nguyên nhân tạo ra nó, nhưng bản thân chúng ta thì luôn thắc mắc. Thật quá khó để giải thích về một thứ gì hay sự kiện nào đó mà nó không nằm trong khuôn khổ thời gian. Các bạn thấy đấy, nếu thời gian không tồn tại, khái niệm nhân quả hay nguyên nhân kết quả cũng không hề tồn tại. Vì vậy, trong trường hợp này, thời gian chính là yếu tố then chốt của mọi diễn biến. Khi mà Stephen Hawking hay bất kỳ nhà khoa học nào đưa thời gian vào điểm khởi đầu, thì nó cũng như một lời phủ nhận về những gì xảy ra trước vụ nổ lớn. Tất cả những điều này cũng giống như bản chất của cơ học lượng tử, có nghĩa là một sự kiện có thể xảy ra mà không cần nguyên nhân nào cả. Nó ngẫu nhiên, tự phát và không thể đoán trước. Có thể đã có nguyên nhân nào đó thực sự gây ra vụ nổ lớn mà chúng ta không biết, hoặc cũng có thể là không. Tuy nhiên, vũ trụ hiện tại mà chúng ta đang sống không định nghĩa và cũng không yêu cầu một nguyên nhân tạo ra chính nó. Về sau cùng, mọi kết luận dường như đều dẫn tới một câu hỏi khác, một câu hỏi mà Stephen Hawking đã cố gắng trả lời trong suốt 20 năm. Đó là làm thế nào mà vụ nổ lớn có thể tạo ra những điều kiện hoàn toàn phù hợp cho sự sống. Nếu cố gắng giải mã câu hỏi dạng như này, bạn phải thực sự đưa đầu óc thoát khỏi vùng an toàn của vật lý cổ điển, và đó cũng chính là nơi mà tâm trí của Hawking thường xuyên mạo hiểm. Tuy nhiên, làm gì thì làm, chúng ta vẫn phải dựa vào một logic khoa học cụ thể. Ý tưởng cho rằng thời gian bắt đầu từ vụ nổ lớn đã được nhắc đến rất nhiều vào những năm 1930 bởi nhà thiên văn học người Bỉ Gauss Lemaître. Lemaître cũng là người đầu tiên đề xuất lý thuyết vũ trụ giãn nở, mà sau đó đã được Edwin Hubble chứng minh bằng quan sát. Ngoài ra, ông cũng là người đề xuất lý thuyết vũ trụ khởi nguyên từ một nguyên tử nguyên thủy, tiền thân cho thuyết vụ nổ lớn ngày nay. Quay trở lại với ý tưởng thời gian bắt đầu từ vụ nổ lớn. Đây rõ ràng là một ý tưởng táo bạo, thế nhưng lại bị Albert Einstein bác bỏ thẳng thừng. Về cơ bản, lúc này Einstein cũng như rất nhiều nhà khoa học khác, họ vẫn chưa cảm thấy thoải mái về ý tưởng vũ trụ giãn nở. Họ nghĩ vũ trụ cuối cùng sẽ bị chi phối bởi lực hấp dẫn vô hạn đến từ các hố đen. Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Những gì đúng đắn rồi cũng sẽ được người ta chứng minh là đúng đắn. Khi mà thời gian bắt đầu được các nhà vật lý đặt vào cùng một chỗ với vụ nổ khởi tạo, nó đã trở thành một nền tảng quan trọng củng cố cho thuyết Big Bang. Đồng thời nó cũng chính là điểm yếu, là gót chân asin của lý thuyết này. Bởi vì người ta không thể nào chắc chắn được thời gian tồn tại như thế nào. Xét trên toàn vũ trụ, thời gian không phải là một đại lượng phổ quát, thời gian thực sự mang tính tương đối. Khi bạn du hành ngược thời gian về thời khắc vũ trụ khai sinh, các định luật sẽ biến mất. Trong khoảnh khắc của sự khởi tạo, vụ nổ lớn chỉ xuất hiện đơn thuần như một hình ảnh 3 chiều được trình chiếu. Và nếu bạn thực sự muốn cảm nhận điều đó, bạn phải ở trong phạm vi vũ trụ. Tuy nhiên, nếu bạn đã ở trong phạm vi vũ trụ, bạn lại không thể nào du hành ngược thời gian về thời khắc đó. Bởi vì mọi thứ sẽ bốc hơi khi mà thời gian đếm ngược tới không. Nói tóm lại, dù bạn làm thế nào đi nữa, bạn vẫn phải tồn tại trong dòng thời gian của vũ trụ, nơi mà mọi khái niệm bắt đầu cho chính nó. Hãy luôn nhớ rằng, bản thân Big Bang không order một nguyên nhân tạo ra nó, nhưng chính chúng ta lại luôn thắc mắc.